là từ khi anh khoác áo chơi gì, từ khi anh xa nhà một ngàn đêm nhung nhớ giữa trời mây. Ngày trăng đêm di hành và thường khi dừng bước giữa hoang vu, một thằng ước ao để một thằng khát khao, còn mình thì nằm đêm sao. Đồn anh bên sông Cạn và hoàng hôn ướt đẫm đáy sông Thương, nhiều tên trong đơn vị gọi đùa anh chiến sĩ của mộng mơ. Thường khi hai ba thằng chiều chiều ra bờ vắng ngắm mông lung, một thằng nhớ em để một thằng nhớ thêm, một thằng thì nằm lấy thư xem. Thật của linh không xanh màu trời như mong Noel, thư của linh không thơm nồng hương, không nét hoa đa tình. Chiều hôm kia thăm làng, tiểu đội anh ra đứng gác ven dành. Chào anh em nhá. Anh em được vừa được nghe cái bộ phối ghép của mình, phối ghép gồm có một đôi loa JBL L28. Con này nó sử dụng hai driver, một con bát 20 màng giấy gọn sóng gân cao su và một con chắp đôm. Đôi loa mình tuyển chọn trong cực kỳ là đẹp anh em ạ. Có một lỗ tông hơi đằng trước, trở ngại của nó là 8 ôm. Thùng là phiên bản black màu đen. Đôi tăng của nó là lưới vải không nhựa, rất đẹp anh em nhé. Tem mác logo còn đầy đủ, tuyệt đẹp luôn. Anh em nào yêu đôi này thì alo cho mình. Giá mình đang bán là 5,5 triệu. Sản xuất tại California. Đôi này của mình là sơ di liền kề nhau anh em nhé. Tuyển chọn được một đôi đẹp xuất sắc này là không dễ anh em ạ. Giá 5,5 triệu cho đôi loa JBL N28. Mình đang kết hợp với nó là một con âm ly đờ lông. Đây là một con âm ly đờ lông 500V, mặt phay nhôm màu vàng chanh hay còn gọi vàng gốt được. Đây là một phiên bản hiếm xuất châu Âu anh em nhé, duy nhất một nguồn điện là 220V, anh em không cần phải đổi nguồn, cứ cắm điện vào 220V là chạy. 190W, đánh 4 con xò than, 1 con nguồn và 4 con tụ lọc. Chất âm của đờ lông có đuôi V thì anh em biết rồi. Giá mình đang bán là 6,5 triệu. Anh em yêu sản phẩm nào thì alo cho mình, đến với kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mình đang bán hàng ngày. Đây mình vẫn test từ cái máy tính này anh em này. Con âm ly đờ lông này rất là đẹp anh em nhé. Đây là cái dây máy tính này anh em này. Và đây là dây loa. Anh em yêu sản phẩm nào thì alo cho mình. Thank you.
nội loại đẹp xuất sắc luôn anh em. Anh em có thể nghe nhạc ở cái căn phòng 20m2, phòng ngủ phòng khách đều ok hết anh em nhá. Và giá là trong tầm tiền mà kiếm một đôi đẹp này là hơi khó anh em nhé. Có một lỗ tông hơi trước và có cái lỗ tông hơi được bọc một cái viền nhôm trông rất đẹp. Anh em yêu sản phẩm nào thì cứ mạnh dạn điện trực tiếp cho mình nhé. Xin chào tạm biệt anh em.